con về giấc vương vào mây. Thank you.
gia đình về sum họp vậy đó. Đây đây là má, đây là cảnh, đây là vợ cảnh, đây là anh Lệ, đây là vợ canh, đây là canh. Đây anh đi. Anh thì tốt phải cần gì nói. Thôi giờ để anh nhường lời để cho má muốn nói gì nói. Giờ má nói với em ít lời. Má nói đi. Má nói đi không nghe. Má. Hôm nay má thấy người ta về nhiều quá, nên má trông hai vợ chồng con và hai đứa con về sum họp gia đình má. Nên con đi tới bên đây lâu quá rồi, má nhớ con và má thương. Má chồng con về quá nhớ con, đặng là gặp mặt má, gặp mặt má. Thôi được rồi, đọc lâu lắm rồi. Tới ngày đám giỗ năm con hay là ngày Tết, má bưng chén con lên má ăn. Má thấy khắp gia đình má thì con cháu về đều đủ, mà con thì gia đình con không thấy đứa nào hết. Nên má nhớ quá hả con, bưng chén con ăn mà không ngon. Nên đêm nào đêm ấy má gian giái trời Phật cho hai con và hai cháu mạnh giỏi thằng khỏe, thằng về mà không má. Còn má mỗi lần gửi tiền về cho má, má thương con quá mà má khóc. Con Mai với con Thu nói bà nội bắt cháu gửi tiền cho bà mừng sao lại bà khóc. Nên má nói hai bác cháu mày ở bển mừng cực khổ quá, nên gửi tiền cho bà mà bà nhớ bà thương quá. Thôi được rồi. Nó phải chi vậy con ơi? Phải thầm Minh sao? Phải chi thầm thơ. Thầm Minh có gửi về một cái thơ đặng mà thăm má. Nó nói rằng đi xa quá nên giúp việc nhà ba má không được, nên bà nội gắng mà cố gắng đặng mà dưỡng sức khỏe đặng con đi học 2 năm ra trường, dùm con về thăm mà thăm má thăm ma nội. Nên trên này ai nấy cũng ngóng về mà thăm bà nội. Minh ơi, con nghe mắt bà nội nghe con nói mấy lời bà nội thương quá, nên con ở vậy mà dám học đặng cho tới ngày ra trường rồi thăm bà nội. Còn con gái con dám mà học, bà nội nghe con nói học gần nhà nên con học về đặng mà giúp gia đình với má con nghe. Sao con tới chừng nào thằng Minh với con gái đi này, bài Minh với con gái đi học nghỉ hè rồi con dắt thằng Minh với con gái về thăm má và thăm chị nghe con. Ở đây má nhớ chồng con và hai cháu mà thương nhớ lắm, đặng mà má với chị đặng mừng nghe con. Rồi chúc sức khỏe. Này Hưởng ơi, má bây giờ đã 83 tuổi rồi, lỗ tai mắt thì lờ, lỗ tai thì tiếc, ai nói cái gì cũng không nghe. Nên con ngóng trông cho gia đình con về lặng mà thăm má, đặng gặp má nghe con. Thôi, con có hỏi chú Tám con không? Coi thằng Bảy cái dân nó hết rồi không? Hết rồi chưa? Nên tội nghiệp nó quá, cho nên phải bắt giả còn thì tầm lên mà thăm nó. Thôi nay má gửi lời thăm hai con và hai cháu đặng cho mạnh giỏi hết, hai con và hai cháu đặng mạnh giỏi đặng tới ngày về mà thăm má nghe con.
quên gặp thôi nay má má gửi coi gửi rồi thôi nay má ký tên đây là Nhãn, má của hai con và cháu Minh với bà nội cháu Minh và cháu Tuột. Thương cho dì ba dì bảy cứ bệnh hoài. Con ơi, từ ngày má đi, từ ngày má bệnh nằm trên giường mà con đem cháu và thuốc lên biểu má uống thuốc và ăn cháu lặng tôi đi ít năm tôi về đợi thăm má. Má ở nhà chăm con lắm, má ra ngoài ngoài con đi nhậu má ra cửa ngõ, má đứng má ngồi ở ngoài góc cột má ngó chừng con cho phức bóng nhồi má vô nhồi má bồi hồi thương quá nha con cố gắng mà về thăm đặng mà gặp má nha con thôi nhiều đó. Vợ chồng em cũng gửi lời thăm anh chị và chúc sức khỏe anh chị và hai cháu luôn luôn làm ăn phát đạt, làm mạnh giỏi. À, em thấy nhiều người ở bên Mỹ đã về, họ về một cách rất là dễ dàng, họ đi xa quanh nữa nhưng mà họ vẫn về được. Vậy em và tất cả anh chị em cũng như má rất trông anh chị và hai cháu phải về sớm ngày nào hay ngày nấy, vì ở Việt Nam lúc này cũng dễ dàng vấn đề mấy người ở Mỹ về lắm. Vậy em mong anh chị về càng sớm càng tốt. Đây là vợ của em nói xin anh xin chút lời. Em 15 tây này lấy xuất cảnh thì lối chừng cuối tháng 8 thì em sẽ tới Úc. Em sẽ điện cho anh và có gì em sẽ bàn anh tiếp. Tại vì cũng ba chìm bảy nổi nhưng mà nó cũng chưa tới cái đạt mục đích được. Hôm nay thì em gần đi, em đi vào khoảng một năm, nhưng mà qua đó rồi em sẽ điện cho anh và sẽ viết thơ nói nhiều hơn. Chúc anh chị và hai cháu được mọi sự như ý, chúng gặp mạnh khỏe. Chị cũng thấy người ta bên Mỹ về nhiều quá, chị nói em về nhưng người ta không sao đâu, bên đây cũng dễ dàng như không có gì, không có gì sợ. Không có gì sợ hết, không có gì hết. Trước nay chị không có viết thơ em lâu quá, bị cứ lên xuống làm ruộng hoài, đừng có tha. Thì thành ra không có viết thơ em được. Ráng về hả? Em ráng về, hai cháu Minh gái nó học cho sao. Em về em cho Minh gái rồi về. Thôi hả? Không, sức khỏe cho hai em và hai cháu. Bạn sự an khang. Dồi dào sức khỏe. Anh chị sáu, em gửi lời thăm anh chị và hai cháu bình hạnh khỏe. Chúc gì thôi. Chúc. Mong anh chị là mong anh chị mong và các cháu về. Mong cho anh chị về với hai cháu về hợp với gia đình. Chị và hai cháu thân mến, vì anh chị đi tới nay em ít viết thơ cho anh chị, vì má anh hai chị Năm và Cận cũng có gửi thơ nên em cũng ít gửi cho anh chị. Còn phần em mắt lúc này cũng yếu, sức khỏe hơi kém hơn lúc trước nhiều. Còn má Diệp thì có cái chứng bệnh lên máu, nay về mai khác, ít bữa thì đi với bác sĩ, vài tháng này đi nằm nhà thương, cũng tốn kém tiền bạc nhiều. Cái bệnh này cho tới chết cũng còn đem theo nữa anh chị ơi. Còn Diệp thì cũng đi kinh tế mới mấy lần, làm ăn không được trở về. Còn Điệp thì có chồng, có một đứa con, chồng thì cũng đi làm, tháng nào lụm hết tháng ấy. Còn Tiên thì đậu lớp 12 cũng trở về nhà làm ruộng. Còn gái Mai và Thu cũng vẫn tiếp tục học
năm bảy năm rồi gia đình mình có một mẫu hai ruộng nên không nuôi giờ gà nuôi vịt được như mấy năm trước. Mấy thời gian đó cũng nhờ em Sáu. Như mấy năm trước nên gia đình sống eo hẹp. Trong lúc đó giờ anh chị gửi về giúp cũng nhiều lần gia đình sống mới hơi thoải mái. Năm nay làm được gần 3 mẫu ruộng. Lúa thì đang trổ, gieo mạ cấy lợi cũng mới vừa xong. Lúa năm nay bên đây thấp giá quá, phải có giá thì gia đình mình sống thoải mái. Mà không có máy móc thì mình để nãy mùa màng năm đặng năm trúng. Thơ anh chị có gửi về nói cái vụ nông nghiệp, vụ máy cày bên đây thì cái máy phẹt bền mà mạnh. Lúc này bên đây đó tháng giêng tháng hai máy lo xới phơi đất, rồi nửa tháng ba rải giống, rồi lắp giống, rồi đợi cho tới trời mưa. Còn máy nhỏ như 276 L200 máy kê tay bây giờ bên đây lỗi thời ít ai dùng. Thôi anh chị cũng ráng cố gắng giúp dùng cho máy móc đặng về làm ruộng. Anh chị có giúp được thì gửi về gấp đặng năm tới. Bị về bên đây còn chế bánh lòng, chế vàng sới lợi. Tôi anh chị cũng ráng giúp dùng, có giúp dùng thì gửi thơ về gấp cho gia đình biết đặng mà mình. Chứ không thể gia đình bên đây mà sống nó nổi. Thế thôi. Hai cháu được ở gia đình rồi, em cũng thấy hôm nay anh cũng thấy má còn mạnh giỏi, anh cũng rất mừng. Và hơn nữa ở bên đây á thì lúc này á nói về cái đồng ruộng thì em thích lắm. Thấy không, mùa màng á năm nay á ở bên phần ruộng của mình ở bên Mỹ Nhân á thì tập đoàn đã trả lại hết được hai mùa, và của anh bị cắt đuôi đó nay nó trả lại được. Nhưng mà em ơi, lòng ruộng bên đây á thì lúa gạo đồ rẻ lắm, nhưng mà đều nhờ làm nhiều chứ còn phải sống cũng ráng mà chăn nuôi đồ thêm, chứ không thôi nội sống mình thì ruộng không thì cũng vất vả lắm. Thì như hồi nãy Cân á có xin em để một cái máy cày, nhưng mà thì khả năng vợ chồng của em á có thể giúp cho được, nếu máy lớn không được thì máy ngồi thứ bốn bánh thứ hàng trung cũng được. Mà đây á là thí dụ về để gia đình xài, rồi khi mà có khi nói chứ có khi có thể em cũng trở về thành cũng của em thì giữ chung ở đây xài, chứ không phải là nói em gửi về rồi cho của ai hết, em như làm chung đây vậy đó. Thì hơn nữa nếu em có thể có đủ sức, có đủ khả năng thì em ráng, còn không đủ khả năng thì thôi. Cái chuyện đó, cái chuyện ý muốn mà ngoài ý muốn mà đâu có ép. Thôi thì anh đây nói vấn đề ruộng thì năm nay bên đây lúa cũng sắp đập rồi, còn chừng tháng nữa thì lúa mùa năm nay cũng tương đối cũng được. Thì anh cũng báo cho em nghĩa là mừng. Thì hơn nữa anh từ đó giờ
Thì lúc từ ngày mà anh mổ bao tử tới giờ thì trong mình anh cũng rất khỏe, nhưng mà bị về vấn đề làm như ảnh hưởng bị thuốc mê thì nó cũng, con người cũng còn suy nhược cơ thể, không có được mạnh khỏe. Nhưng mà cái phần đau bụng thì cũng dứt rồi. Thì thôi đây có bao nhiêu lời anh cũng cầu chúc cho vợ chồng em và hai đứa cháu được mạnh giỏi. Con nói rồi. Thương con lắm nha con.
vợ thằng Cận nó gần qua, nó gần đi qua. Em má gửi thơ nói nhiều cho con, nói nhiều lời cho con. Sao nữa? Ba đồng ba đổi cũng quên nữa, má biết quá đi. Thì giờ em cũng ráng gửi về cho má một cái máy nghe. Em nó máy nghe lỗ tai á. Ở bên đây thì anh thấy theo người ta đó, người ta điếc mà người ta có cái máy nhỏ, bây giờ người ta nghe rõ. Chẳng hạn như chồng chị Tám Vợi thấy hôm trước anh điếc quá, mà giờ anh có gặp ảnh sao có máy nghe nói nhỏ mà anh nghe hết á. Thì em thôi cũng ráng, em thấy được tin này rồi em gửi về cho má cái máy nghe. Với hơn nữa ở bên nhà thì nói thí dụ mần ruộng bao nhiêu là mần với con. Công bằng mà em gửi cho 200 đô cái bằng bằng một mùa ruộng rồi. Em bởi vì lúa ở bên đây năm nay rất là rẻ lắm. Nói lẽ mà quá rẻ mà so với cái bởi vì năm nay ở miền Tây cũng chưa hết sức đúng. Nên thành ra lúa gạo rẻ quá thì làm nghề nông phải ráng mà chăn nuôi rồi thêm mới có sống được thoải mái, chứ còn chỉ có món lúa gạo không thì sống rất là vất vả. Nhưng mà may là mình nhờ tập đoàn trả lại hết đó mới còn vậy đó. Anh cũng cầu mong cho em, bởi không phải mà mỗi cái mà mỗi xin em này kia, khi nào mà em có khá giả đó, em có nhớ quê hương mà em gửi về cho anh em á, thì nghĩa là trong cái số đó anh em bên đây cũng vẫn nhớ ơn em luôn luôn chứ không bao giờ quên. Còn về vấn đề đâu như máy cài xin mấy cái món mà nhiều tiền quá, nếu em đủ khả năng á thì em có thể em cho, còn không đủ khả năng thì vượt ngoài khả năng á thì thôi chuyện đó. Hơn nữa với anh muốn em làm cái nghề gì ở bển, em buôn bán ra cái gì á, thì em nói mặc dầu em rất là đi sớm về tối không có thì giờ để mà viết thơ về em, thì hôm nay anh muốn em nghĩa là ráng dính chút thì giờ để viết thơ về công chuyện của em làm ăn coi ở bên làm nghề gì hay là buôn bán rồi sao sao thì đặng cho bên nhà mừng vậy thôi. Anh có nhiều lời á, anh em thấy không, như má mình còn ngồi đây đó mạnh giỏi vậy là em cũng đủ mừng rồi. Thôi anh có đôi lời vậy thôi. À, thăm má đặng còn má nha con. Thôi gì đó. Nếu nói như vậy á, má nói chứ nhưng mà em cũng phải tùy. Ví dụ cái trường hợp mà mặc dầu á, ở Việt Kiều ở bển về mà các chỗ người ta về, có khi ở Mỹ cũng hơi khó khăn thì em độ em tùy theo, nghĩa là dễ giải thì em về được thì về, chứ còn không có ép được, không có. Mặc dầu là em tùy cái hoàn cảnh em độ à, chứ còn đi mà rồi có thiệt hại thì cũng không làm gì, thì đó anh chỉ có nhiêu lời thôi. Khao có cồn mà bên này thì đi bác sĩ hoài không hết. Em có thuốc gì em mua gửi về cho chị, còn con Nguyên thì nó cũng lừng sừng, nó bệnh hoài. Còn anh Năm thì bị ba tử cũng nặng đó, nhờ em nói anh gửi thuốc gì cho chị, mua thuốc cùng á. Thôi giờ em đây là ngàn con của mèo đó, em cũng thường nhắc nhở hỏi thăm nó đây à. Chúc con cháu con ra trường, nhưng mà con đang
việc cũng hay có. Ra con đang ở nhà phụ giúp công việc nhà. Để chờ khi xin được việc thì con làm. Thôi con cũng cầu mong chú Thiếm làm ăn phát đạt và gặp nhiều may mắn. Chúc chú Thiếm và gia đình chú Thiếm thì mạnh khỏe.
già mình rồi em biết hết á. Ở đây còn công việc má ông già còn má đánh thôi. Ở đây là bởi vì quay cũng còn như từ giờ đó mới quay. Cho hai em và hai cháu mạnh khỏe đi, có ngày đoàn tụ. Rồi tới riêng tôi rồi phải không? Bây giờ nói ruộng lương đi. Mà nói nghe bởi vì hôm nay đó chiếu cái phim này đó là mình lấy cảnh gia đình ở dưới má với mấy em rồi xong hết rồi, bây giờ nó cũng còn dư. Còn ấy anh mới nói chú quay phim lên giúp dùm lên chiếu trên gia đình anh cho cái cảnh cho gửi qua em để em rõ. Về phần anh á thì lúc trước anh mấy năm trước anh đau quá đi rồi máy đồ này kia hay là bò đó anh mần trong cái đó anh bán cái ráo bởi vì anh quá sức rồi. Hôm nay á cái mổ được cái bao tử rồi con bán xe rồi anh mới khỏe được, từ ngày mổ tới giờ anh khỏe. Nhưng mà đồ máy cài máy đồ bán hết rồi thì bây giờ thôi cái đời mà mình không có tiếp cái gì nữa. Thì hơn nữa là hôm nay đó nãy Cân có nói xin em máy cài đồ này kia mà để về để phục vụ làm chung cho tất cả chứ không phải riêng gì Cân làm, anh giờ làm cho nó hay là mua để ví dụ có ấy thì làm để cho má dưỡng già hay là sau khi em có về thì trả lại cho em. Còn phần gia đình anh đó thì mấy con anh nó bị hoạn nạn như chẳng hạn như bé Sáu đồ này kia hay Tám đồ cưới vợ cũng có báo tin cho em biết rồi em cũng có gửi cho tiền
thì cái chuyện đó thì có mình gia đình anh đã nhờ em nhiều hơn ai hết, thì cái đó anh cũng mang ơn em lắm. Nhưng mà em cũng biết rằng cái hoàn cảnh khổ ở bên nhà, ví dụ như mình làm ở đây đó thì ráng mà cho tiền tặng lắm mới nghĩa là sống được, chứ còn làm mà ấy thì cũng vất vả lắm, chứ còn không có được mà như hồi xưa nữa. Nhưng mà hôm nay rất đỡ nhiều lắm rồi, nhờ ruộng người ta trả lại hết thì má rất cũng mừng lắm. Hơn nữa là phải chăn nuôi rồi thêm mới là có được. Còn bây giờ như Tám thì nó cũng đi mần đi làm, em cũng biết hồi anh cũng có viết thơ gửi cho em biết rồi, đã làm đi chạy xe cho thanh tra tỉnh ở Long An. Còn chồng bé Sáu thì giờ nó cũng đi chạy xe cho dạy thầy giáo thì nghĩa là không có đủ sống. Còn con bé Sáu thì cũng còn vẫn đi dạy. Còn bé Bảy thì nó cũng vẫn đi mần hãng rồi nó nghỉ dạy nhưng mà cũng đỡ rồi. Còn như mèo thì nó hay đau lên đau xuống, nó đau cũng như anh đau quá, thành ra nó cũng muốn đi mổ. Nhưng mà lên bác sĩ nói rằng cái chuyện mổ là bất đắc dĩ, đâu phải muốn mổ là mổ. Hơn nữa là thuốc men thì bây giờ bên đây nó rất mắc nữa mà kiếm. Anh cũng báo cho em rõ với chuyện gia đình vậy thôi. Rồi đây là cái thì giờ chó còn 1-2 phút nữa thì chú quay phim là ổng về á thôi. Thì anh cũng cầu chúc cho em với hai em với hai đứa cháu được mạnh giỏi trên đất lạ quê người, ráng mình ăn tấn phát rồi có một ngày nào đó kể như sum họp. Còn như em muốn khi mà em ví dụ em muốn sắm máy cày hay gì mà em có phương tiện em tính về á thì trước khi ấy thì để bàn nhau, nếu em có về rắp thì bàn trước rồi mua sau cũng được. Ví dụ thôi anh có bao nhiêu lời thôi cũng thôi vậy thôi.